Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Dũng Danh sẽ làm video về quá trình đồ sôi thực tế trên chiếc nồi đồ sôi inox 2 lớp 15kg do Dũng Danh sản xuất và cung cấp. Đồng thời sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách sử dụng chiếc nồi này. Như trước mắt quý vị các bạn đã thấy thì hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn 15kg gạo nếp. Và đây chính là chiếc nồi đồ sôi 2 lớp giữ nhiệt do Dũng Danh sản xuất. Ở đây thì hôm nay mình sử dụng gạo nếp chính là loại gạo nếp nhung. Gạo nếp nhung là loại gạo nếp mà có cái hạt rất là chắc và mẩy. Gạo này thì mình đã vo và ngâm trong vòng 6 tiếng. Gạo này khi mà đồ sôi lên sẽ rất là dẻo và mùi thơm của gạo nhẹ nhẹ rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đổ nước vào trong nồi để mình đun sôi nước ở trong nồi lên. Trong quá trình mình đổ nước và chờ nước sôi thì mình sẽ tiến hành mình cho gạo vào trong chõ. Thì các bạn cùng theo dõi với mình quá trình đổ sôi ở trên chiếc nồi này nhé. Đây chính là chõ để chúng ta đổ sôi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đổ nước vào trong nồi. Lượng nước mình đổ vào trong nồi thì đổ vào trong nồi khoảng lưng lửng son, nó dao động vào khoảng 1.5 xô nước của xô đỏ này. Sau khi mình đổ hơn 1.5 xô nước thì nó sẽ đầy đến lưng lửng son như này. Chúng ta có thể đổ đến lượng nước ở đây là vừa. Ở ngoài ống báo thăm mực nước này rất là tiện, có báo nước ở đây thì tầm khoảng lưng lửng ống nước này. Trong quá trình đồ mà chúng ta cần tiếp thêm nước để chúng ta không phải nhấc chõ ra, chúng ta sẽ rót vào chiếc phễu tiếp nước này. Bây giờ mình sẽ cho gạo vào trong giỏ. Khi cho gạo vào trong giỏ thì chúng ta tránh cho gạo nó đổ một lúc cả một cái thau gạo hoặc là một cái giá gạo vào, bởi vì khi mà đổ vào như thế thì cái gạo nó sẽ bị chặt ở trong giỏ, như vậy nó sẽ không có cái độ ở độ hơi nó không được thông thoáng ở trong các cái hạt gạo. Do đó khi mà chúng ta cho gạo vào thì chúng ta nên bốc cho vào trong chõ như này thì nó sẽ tạo ra cái độ thông thoáng giữa các hạt gạo thì hạt sôi nó chín rất sẽ ngon hơn. Ta sẽ giải đều ra dưới giỏ như này. Như vậy là mình đã cho gạo vào trong giá, trong chõ đồ sôi đã đầy. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình đặt vào trong xoong. Mình chưa tiến hành đặt vào trong xoong mà mình sẽ bật xoong lên để mình đun nước. Ở trên trước mặt nồi này thì nó sẽ có hai chiếc núm vặn. Khi sử dụng thì chúng ta chỉ việc bật vặn lên, chúng ta bật. Thế chúng ta sẽ kết nối với nguồn dây điện. Chúng ta sẽ thực hiện kết nối với cắm vào với nguồn điện. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành khi đồ sôi thì chúng ta sẽ vận hành cả hai chế độ công suất này lên. Chế độ công suất đèn đỏ này 3000W và chế độ đèn xanh này là 2000W. Thì khi ban đầu chúng ta cần đun nước hoặc trong suốt quá trình đồ sôi thì chúng ta sẽ tiến hành bật cả hai chế độ này lên hết cỡ để cho nước đun sôi lên liên tục để tạo hơi lên để chín sôi. Như vậy rất là đơn giản, chúng ta chỉ vặn hai núm vặn này lên để chúng ta vận hành dùng thôi. Khi mà đun thì hai bộ mai so này sẽ phát nóng nước và đun sôi lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ nước sôi lên để chúng ta đặt giỏ gạo vào chúng ta đổ. Như vậy là sau khoảng 25 phút là nước đã sôi rồi. Quý vị các bạn có thể thấy nồi nước sôi sục rất là mạnh rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đặt giỏ đựng gạo vào trong nồi. Sau đó mình sẽ tiến hành mình đậy nắp vung lại và chờ cho khi sôi nó chín. Trong suốt quá trình đồ thì các bạn sẽ để cả hai chế độ này hoạt động. Chúng ta vặn lên nước to nhất để nước đun sôi liên tục lên để chín sôi.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ cho lúc tới lúc xôi chín. Đây là bộ nồi giữ nhiệt nên là khi chúng ta nước sôi rồi chúng ta giở nồi nó sẽ không bị nóng ra phía ngoài. Và khi nồi giữ nhiệt thì cái lượng hơi trong nồi giữ nhiệt sẽ rất là tốt và đồ sôi chín sẽ rất là ngon. Vậy là bây giờ đã sau 1 tiếng, tức là bây giờ khoảng 1 tiếng sau thì bây giờ mình sẽ mở vung ra mình kiểm tra sôi trên nồi. Thời gian thì mình định lượng từ lúc sôi cho đến bây giờ là 1 tiếng. Bắt đầu mình cho gạo vào. Ở đây các bạn thấy có thể hơi ở trên nồi rất là nhiều, do đó khi đồ sôi trên nồi này sẽ rất là ngon. Các bạn có thể thấy nồi rất là nhiều hơi và mùi gạo chín rất là thơm rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở nắp vung ra để các bạn có thể xem thực tế. Đây các bạn có thể thấy hơi rất là nhiều vào, xôi chín rất là ngon và vàng rồi. Đây, nhất là ở trên phần phía trên chõ này, phần mặt trên này. Đây là mình đang đảo ở bên dưới. Đây, các hạt gạo ở bên dưới cũng chín đều hết rồi. Mùi rất là thơm. Đây các bạn có thể thấy xôi chín rất là ngon và đều ở tất cả các góc trên các cái phần phía bên trên chõ và đây các phần phía rìa bên. Các bạn có thể thấy đây mình quay phía rìa bên cũng chín rất là đều. Đều và dẻo như nhau, góc nào cũng như góc nào. Đây là rìa bên này. Tiếp theo thì mình sẽ lật xôi ở phần phía rìa bên đối diện. Đây các bạn có thể thấy xôi chín rất là đều và không bị ướt nữa, không bị nhã, không bị ướt. Đó các bạn có thể thấy không ạ? Đây rất là dẻo. Đây hạt gạo rất là dẻo. Tất cả các góc hơi rất là tốt. Tiếp tục vào góc này, các bạn có thể thấy xôi chín ở tất cả các góc đều như nhau và đặc biệt ở bên rìa này không bị ướt, không bị nhã. Đấy, còn đây bây giờ mình sẽ đảo ở giữa của cái giỏ lên, kiểm tra phần ở xôi ở giữa và ở dưới đáy giỏ nữa. Tại vì ở đây mình đồ thực nghiệm để làm thực tế nên là mình không có chiếc đũa cả chuyên dụng như là mọi người đồ xôi, mình dùng một chiếc đôi đũa nên nó cũng hơi khó đảo trong quá trình mà đảo kiểm tra xôi. Đây là phần bên giữa đáy của giỏ đây, các bạn có thể thấy xôi cũng chín rồi, chín rất là đều và chín rất là ngon. Đào. Như vậy qua quan sát thực tế các bạn có thể thấy là sau 1 tiếng đổ xôi thì xôi ở trên chiếc nồi inox 2 lớp giữ nhiệt 15 cân này chín rất là ngon và đều nhau. Tất cả các góc ở trên chõ từ rìa cho đến phần ở giữa đều chín, không bị ướt, bị nát. Xôi rất là dẻo và thơm. Nếu mà các bạn có ở đây thì chắc các bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm rất là thơm của gạo nếp nhung. Đây các bạn có thể thấy mình sẽ cho ra một chiếc bát để các bạn có thể nhìn thấy cái xôi nó rõ hơn.
Tây ạ. Các hạt gạo nếp chín rất là ngon và không bị có chỗ nào bị ướt hoặc bị nhã. Hạt gạo rất là dẻo ạ. Như vậy thì tổng thời gian nấu của toàn bộ chiếc nồi này là mất 25-30 phút đầu để đun sôi nước. Và sau 25-30 phút thì bắt đầu mình đặt chõ gạo vào để đồ sôi. Thì sau khoảng 1 tiếng sau thì mình đồ và sôi sẽ chín. Tổng thời gian nó mất tầm khoảng 1 tiếng 30 phút. Là chúng ta đã đồ được một nồi sôi chín rất là ngon. Và trên một bộ nồi giữ nhiệt rất là sạch sẽ. Và đặc biệt là nồi này giữ nhiệt lại không bị nóng ra phía ngoài nồi. Và cái lượng nước trong quá trình đồ đây thì vừa hay chúng ta đồ đến mức mà cái lượng nước nó hết, vừa hay là ở cái mức mà không phải tiếp thêm nước trong quá trình đồ. Như vậy chúng ta cứ đổ nửa ống nước ở đây thì khi nước tụt xuống đến đây là vừa hay là sôi đã chín trong quá trình mình đồ rồi. Trong lần này mình đồ thử thì mình không phải tiếp nước vào trong xoong trong suốt quá trình đồ. Một số người thì sau khi sôi chín này thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tải sôi ra ngoài, tức là cho sôi ra ngoài chõ và chúng ta giải ra ngoài. Chúng ta làm nguội sôi, có thể bật quạt để làm nguội sôi, hoặc là chúng ta để đến sáng ngày mai thì chúng ta đồ lại một lần nữa để cho hạt sôi nó sẽ dẻo hơn. Đấy là kinh nghiệm đồ thường như mọi người bán sôi thì thường hay đồ hai lần như vậy. Trong quá trình khi mà chúng ta đã làm sôi chín rồi mà chúng ta muốn bán sôi ở trên nồi này luôn thì chúng ta có thể là tắt chế độ công suất đèn đỏ màu to, một đèn đỏ công suất to này đi, 3000W này đi. Khi đó chúng ta có thể vặn về nấc ủ, thì chúng ta có thể vặn về nấc khoảng 60 hoặc 70 độ. Thì khi đó cái sôi ở trên nồi này sẽ được giữ nóng. Nước nguội thì nồi sẽ đun nước lên để giữ nóng sôi và nước nóng thì sẽ tự động ngắt đi. Như vậy cái hơi sẽ được tạo lên trên chõ như này thì sôi sẽ được giữ nóng liên tục mà không bị đun nước lên thường xuyên, thì nó sẽ không bị ướt sôi. Đặc điểm của bộ nồi này thì nó không mất nhiệt ra ngoài nên tần suất chiếc dơ le này phải đun lại, bật đèn lên để đun lại thì sẽ rất là ít, tức tiết kiệm điện năng cho chúng ta khi sử dụng. Khi mà bạn vặn về nấc ủ khoảng 60 hoặc 70 độ thì khi đó nhiệt độ sôi của nước bây giờ đã thừa rồi nên là chiếc đèn này sẽ tắt đi và không hoạt động. Lúc nào nước nguội lên thì chiếc đèn này sẽ đun lên. Như vậy mình đã cũng hướng dẫn được cho các bạn cách để ủ trên chiếc nồi đồ sôi này. Như vậy mình đã hoàn thành xong cái quá trình đồ sôi thực nghiệm trên chiếc nồi đồ sôi inox 2 lớp do Dũng Doanh sản xuất và cung cấp. Thời gian làm sôi này của mình là 1 tiếng 30 phút và chiếc nồi này đồ sôi chín rất là đều và ngon. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái chương trình đồ sôi thực nghiệm thực tế trên chiếc nồi này của Dũng Doanh. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.